Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua mưa lớn liên tục trút xuống các tỉnh phía Bắc và gây ảnh hưởng nặng nề. Tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra tình trạng nhiều nơi ngập lụt sâu trong diện rộng. Tại những nơi bị ngập, sau khi nước rút cũng là lúc nhiều dịch bệnh phát triển do môi trường bị ô nhiễm. Các bệnh như viêm da, lở loét, đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết, cảm cúm sẽ xuất hiện. Người dân cần hết sức lưu ý để phòng tránh những căn bệnh này và cách phòng tốt nhất là vệ sinh cá nhân. Sau mưa lũ, vô số vi sinh vật, bụi rác, chất thải theo dòng nước tràn ra nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường. Ngâm nhiều ngày trong nước, xác động vật bắt đầu phân hủy, bốc mùi nồng nặc, khiến môi trường nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Đây là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh phát triển như bệnh tiêu chảy, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, nhất là bệnh sốt xuất huyết hiện vốn đang tồn tại ở nhiều địa phương lại có nguy cơ bùng phát. Để phòng chống các bệnh này, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo sau. Đối với bệnh về da, bệnh hay gặp nhất trong và sau lũ là nấm da. Bệnh gây ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Các vi khuẩn nấm hay xuất hiện ở các vùng ẩm trên da như bẹ, nách, đặc biệt là kẽ chân do bị dầm nước kéo dài. Triệu chứng chung của bệnh là các mụn nước nhỏ bằng hạt kê mọc từng đám, mảng nhỏ, sau đó bong vẩy gây ngứa rất nhiều. Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, để phòng bệnh này, trước hết lau thật khô da sau khi tiếp xúc với nước, hạn chế mặc quần áo ướt, không đi tất ẩm, không dùng nhiều xà phòng để vệ sinh da vì xà phòng tạo môi trường kiềm, thuận lợi cho nấm phát triển. Không tắm gội giặt quần áo bằng nước bẩn. Nếu bắt buộc phải lội nước bẩn thì ngay sau đó phải rửa ngay bằng nước sạch và lau khô, nhất là các kẽ ngón chân, tay. Bệnh về mắt cũng gặp phổ biến trong mùa mưa lũ, điển hình như đau mắt đỏ, viêm bờ mi. Để phòng bệnh, điều đầu tiên cần làm là không rửa mặt hoặc tắm bằng nước bẩn, không dùng chung khăn mặt, chung chậu với người bị đau mắt đỏ. Chú ý diệt ruồi, đây là vật trung gian truyền bệnh đau mắt đỏ từ người bệnh sang người lành. Nên tra thuốc nhỏ mắt cho tất cả những người có nguy cơ tiếp xúc với nước bẩn. Trong điều kiện lũ lụt, không tránh khỏi các bệnh về đường tiêu hóa, nguồn nước không hợp vệ sinh, thực phẩm ô nhiễm nên rất dễ mắc bệnh như tiêu chảy do virus E. coli, thương hàn, tả. Để phòng bệnh, cần xử lý nước ăn uống hợp vệ sinh, rửa tay với xà phòng và nước sạch trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với đồ vật bẩn, nước bẩn. Thực hiện nguyên tắc ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch để chế biến thực phẩm. Sau khi lũ rút, môi trường bẩn và ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi phát triển, do đó bệnh sốt xuất huyết cũng xuất hiện theo sau. Để phòng sốt xuất huyết, trước hết cần ngủ màn, mặc quần áo dài, phòng muỗi đốt, kể cả ban ngày. Diệt loang quăng, bọ gậy, xử lý các dụng cụ đọng nước, không cho muỗi đẻ trứng, phun hóa chất diệt muỗi ở nơi nguy cơ cao, khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết. Khi bị sốt xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Bộ Y tế khuyến cáo 7 biện pháp phòng dịch bệnh trong và sau mưa bão, lũ lụt. Đảm bảo lựa chọn và chế biến thực phẩm an toàn hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi. Thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân tay và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ và nước bị nhiễm bẩn. Tiêu diệt loang quăng, bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể, thùng chứa nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, loại bỏ các phế thải như chai, lọ, lốc ô tô hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng. Mắc màn khi ngủ kể cả ban ngày. Thao rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống và sinh hoạt theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đấy. Thu gom, xử lý và chôn xác súc vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế.